có chàng trai đối em ngay. Ăn một cái da gà đấy, nó ngon tận trên mây. Ngon con. Đó không chịu nổi luôn hả? Thèm quá hả? Phải ăn liền luôn hả? Con có muốn phát biểu gì không? Em cầm một tay, cầm này, cầm tay cháu như vậy. Không thích hả? Thích vậy hả? Thank you.